tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và để tiếp tục với hệ thống nhà đẹp giá cả hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng từ phía chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng. Và đi sâu trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi tối đẹp trời như hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Nguyễn Văn Khối thuộc trung tâm phường 8 quận Gò Vấp nha các nhà. Tại đây thì chúng ta sát bên công viên làng hoa cũng như là kết nối với đường quen trung đường Lê Văn Thọ để gửi khách hàng mình một căn nhà tọa lạc tại một con hẻm nè, thích hợp vừa ở mở văn phòng công ty kinh doanh spa cũng được luôn á. Một căn được gia chủ có thiết kế thang máy bên trong nhà luôn, sát bên mặt tiền đường Nguyễn Văn Khối luôn nha cả nhà. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển bên trong để chúng ta cùng tham quan. Đường trước nhà của mình thì được trải nhựa, ba chiếc xe ô tô xe tải chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái luôn. Ngay khu nhà dân cư ở hiện hữu hết rồi, cách mặt tiền đường Nguyễn Văn Khối chỉ khoảng 50m di chuyển thôi. Đợi Hằng Ni một tí nha, em bắt đầu di chuyển bên trong để chúng ta cùng tham quan nè. Ngôi nhà hôm nay em giới thiệu được gia chủ có thiết kế thang máy bên trong nhà, mẫu thiết kế hiện đại mới nhất năm 2023 do một anh kiến trúc sư phải nói là rất là có tiếng nhất nhì tại quận Gò Vấp thiết kế nên luôn cả nhà. Trong năm nay thôi á, là anh 2022 và 2023 anh bán đâu đó cũng ra trên 20 căn nhà rồi đó. Đó, xếp bên mặt tiền đường luôn nha. Căn đèn chiếu đèn sáng nè. Kết cấu chuẩn là một trệt một lửng ba lầu, có ban công sân thượng bên trên. Mỗi tầng gia chủ đều có chỗ ban công ra bên ngoài, kết hợp với đèn trần chiếu sáng nè, trồng đầy đủ cây xanh luôn. Cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn từ phía mặt tiền phía trước nha cả nhà. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 18m, thuộc hướng chính là hướng đông bắc, rất là phù hợp khách hàng mình, hướng mà là Tây Tứ Trạch, cũng như các hướng là hướng Tây Nam, hướng Tây Bắc và hướng chính Tây. Với công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô, bên trên gồm 4 phòng ngủ, và đặc biệt đó là nhà mình được gia chủ có thiết kế thang máy nè, kèm phòng xông hơi, cũng như là phòng spa, phòng chăm sóc da, sân thượng, trồng cây, trồng hoa, khu vực giặt sấy và phòng thờ đầy đủ luôn á. Cùng em chúng ta ngắm như là một lần nữa nha cả nhà. Và gia chủ thì đang rao bán cho căn này với giá bán chỉ hơn 13 tỷ một tí thôi. Giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Đó, một căn nhà vị trí thì sát bên mặt tiền đường luôn, hẻm cục nha cả nhà. Dân cư mình ở hiện hữu hết rồi, thích hợp vừa ở mở văn phòng công ty, spa cũng được luôn á. Và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Và nhìn từ phía bên ngoài được gia chủ mình trang bị gồm hai lớp cửa. Chúng ta có một lớp cửa sắt 4 cánh, bên trong thêm một lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực radar ô tô, cũng như là mặt tiền phía trước dùng để kinh doanh. Tại đây thì mình có thể đổ được xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ hoặc là xe bán tải nha cả nhà. Bên trên trần của mình là trần chìm giật cấp kết hợp với đèn led âm trần, đèn trần chiếu sáng nè. Bên dưới gạch thì gạch nhám tông chủ đạo là màu xám 60 1m2. Phía bên tay trái của Hằng Ni, mảng tường này thì được gia chủ mình ốp rạch, xong sau đó mình sơn nước sơn tường màu trắng vào nha. Có đèn điểm chiếu sáng vô cùng lung linh luôn á. Và Hằng Ni di chuyển vào bên trong. Bên tay trái của em thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực thang máy nè. Nhà có thang máy rất là thuận tiện để di chuyển luôn, cũng như là mình có bậc cấp để di chuyển lên trên nha cả nhà. Sinh lão bệnh tử sinh. Phía dưới chân cầu thang của mình có đèn led âm luôn á, ốp đá marble. Tại đây thì mình có cái khu vực tiểu cảnh nè. Đó, có những cái chú thỏ rất là xinh luôn ha. Và cuối nhà của mình thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực phòng khách, xây dựng là tầng ngược, mẫu thiết kế hiện đại mới nhất năm 2023. Chúng ta có đầy đủ hết rồi, sofa, bàn trà, kệ tủ tivi. Khoảng này thì thông tầng nhìn lên phía trên nè cả nhà. Đó, bên trên mình có quạt máy xay Panasonic đầy đủ hết luôn. Và cuối nhà của mình thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực trồng cây xanh, có 6 chú hẹt tại đây, có đèn led âm bên dưới luôn á. Cây này cây thiệt nha cả nhà, có vòi tưới cây đầy đủ luôn. Và cuối nhà của mình thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực giếng trời nè, lấy ánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà, cho nên là ban ngày đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn, cũng như gió trời rất là lưu thông. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa từ không gian phía cuối ngôi nhà nha. Phía bên trên thì được gia chủ mình có thiết kế quạt máy xay Panasonic luôn á, rất là thông thoáng luôn nè. Mẫu thiết kế xây dựng là tầng ngược, tông chủ đạo là màu trắng, đầy đủ các trang thiết bị nội thất bên trong nhà rồi, rất là xinh luôn. Và cùng em bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo nha cả nhà để tham quan. Đây, tại khoảng không gian khu vực tầng trệt của gia đình mình được gia chủ thiết kế làm toilet nè. Chúng ta có lavabo, đường soi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, gương soi thì có đèn led âm luôn á, cũng như là đèn chùm,
quạt hút mùi bên trong, gạch ốp phun trần đầy đủ hết rồi. Và hàng này sẽ đi bằng thang bộ để chúng ta cùng ngắm nhìn không gian khu vực tầng lẫn được gia chủ thiết kế phòng bếp phía trên này nha. Phía dưới chân cầu thang của mình ốp gỗ nè, tay vịn cũng như là lan can bằng sắt. Em đang có mặt tại không gian khu vực phòng bếp của gia đình mình. Tại đây đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ hết rồi. Chúng ta có bộ bàn ăn 8 ghế, hay tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Bên trên trần của mình là có đèn chùm nè. Đó, đầy đủ phụ kiện bếp luôn, bồn rửa, máy hút mùi. Khoảng này thì được gia chủ thiết kế làm cửa sổ như cả nhà. Chúng ta mở ra, mở vào á, mở qua mở lại nè, cửa kéo. Cũng như là những khung sắt bảo vệ rất là kiên cố luôn rồi. Phía trước thì có trồng đầy đủ cây xanh luôn. Hệ tủ bếp thì được gia chủ mình trang bị là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mẩm bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian sử dụng nha. Rất là xịn luôn nè. Đó. Và không gian khu vực phòng bếp của mình đã được gia chủ mình trang bị hệ thống camera rồi. Ngay phía mảng tường khu vực bàn ăn nè cả nhà, chúng ta có những cái thiết kế làm cái tấm gương soi trang trí làm điểm nhấn, nhìn rất là lung linh luôn á. Gia đình mình quây quần bên nhau, nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê sau mỗi bữa ăn của gia đình. Không gian thiết kế phải nói là quá đẹp luôn. Mỗi tầng như vậy gia chủ thiết kế làm bậc cấp để di chuyển lên trên nha. Sinh lão bệnh tử sinh. Và không gian khu vực tầng lửng của gia đình mình được gia chủ thiết kế làm toilet sử dụng tại đây luôn á cả nhà. Tầng nào cũng có toilet sử dụng riêng biệt hết, rất là thuận tiện để an cư sinh sống luôn. Bồn vệ sinh lavabo đường soi nè, vòi tắm hoa sen. Gương này thì chúng ta bật tắt đèn được luôn nha. Đó. Một không gian thiết kế phải nói là quá đẳng cấp luôn. Và từ khoảng không gian khu vực tầng lửng mà nhìn thông tầng xuống phía dưới nè. Đó, xinh chưa. Và cùng hàng ni chúng ta sẽ đi bằng thang máy để di chuyển đến không gian khu vực lầu 1 phía bên trên để tham quan các phòng ngủ nha cả nhà. Nhà mình có tổng là 4 phòng ngủ, đầy đủ công năng chỗ này mình an cư sinh sống luôn. Đây, và em tiếp tục di chuyển lên trên nè. Đợi thang một tí nha. Trong lúc đợi thang máy em xin nhắc lại sơ lược về ngôi nhà. Kết cấu chuẩn là một trệt một lửng 3 lầu với diện tích là ngang 4, chiều sâu là 18m, thuộc hướng chính hướng đông bắc. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực gara ô tô. Bên trên gồm 4 phòng ngủ và nhà mình thì được gia chủ thiết kế có phòng xông hơi nè, phòng sinh hoạt chung cũng như là phòng spa chăm sóc da, sân thượng trồng cây trồng hoa đầy đủ luôn cũng như là phòng thờ. Đây, đang đi lên trên cước người, bây giờ đi xuống lầu 1 rồi nè. Gia chủ thì đang rao bán cho căn này với giá bán chỉ 13 tỷ 100 triệu đồng thôi, giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Và hàng ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Bên dưới đang có khách đến xem nhà cả nhà, cho nên là giờ nãy giờ đi rước người nè. Đây, mình tới tầng lửng rồi. Đó. Cùng hàng ni chúng ta tham quan không gian khu vực thang máy nha. Thang này mình nặng 450 kg, mỗi lần di chuyển như vậy là được 6 người. Em đi lên không gian khu vực lầu 1 để chúng ta cùng xem nè. Thang bóng kính. Ở quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy alo cho Hằng Ni nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình, em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà về giá bán tốt nhất. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1 được gia chủ thiết kế gồm 2 phòng ngủ, phòng phía trước và phòng phía sau. Hằng Ni di chuyển vào không gian khu vực phòng ngủ đầu tiên để chúng ta cùng tham quan. Mỗi phòng như vậy, gia chủ thiết kế một cái phòng tắm rất là to luôn á cả nhà. Có toilet sử dụng riêng luôn, bồn tắm nằm nè, lavabo đôi cũng như là gương soi. Đó, chiều chưa, bồn tắm nằm, đèn chùm bên trên, giá treo đồ đầy đủ hết rồi, bồn vệ sinh luôn nha. Bên phía ngoài không gian khu vực phòng ngủ của mình thì chúng ta có tủ quần áo nè, có đèn led âm luôn, gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mẩm bảo hành cho cái này mình trong thời gian sử dụng. Bên dưới sàn của mình là lót sàn gỗ nha cả nhà. Và phòng ngủ thì chúng ta có bàn trang điểm, bàn học, giường ngủ, hệ tủ tách đầu giường, máy lạnh riêng cũng như là khu vực hành giường của mình thì bọc nệm á, rất là xinh luôn nè. Có trồng đầy đủ cây xanh luôn. Ngay phía này thì gia chủ thiết kế cho mình một cái cửa sổ nè, view ra phía bên ngoài nha. Đối diện nhà mình thì có trồng bụi chuối kèm cây xanh đầy đủ luôn á. Đó, giường bọc nệm, mảng tường bọc nệm đầy đủ hết luôn. Và cùng hàng ni chúng ta tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan. Không gian khu vực phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau nha cả nhà. Mình có sinh lão bệnh tử sinh.
vẫn là bậc cấp để di chuyển không gian khu vực phòng ngủ thứ hai nè. Phòng phía sau thì gia chủ có thiết kế ban công luôn á, cực kỳ chill luôn ha. Chúng ta có tủ quần áo nè, đụng nóc luôn, kệ tủ tivi, giường ngủ, hai cái tủ để đồ luôn cả nhà. Bên đây có thêm một cái tủ để đồ này, gia chủ sử dụng, bên trong là gỗ an cường, bên ngoài là kính cường lực, kết hợp với những cái khung nhôm có đèn chiếu sáng đầy đủ luôn á. Đó, giường ngủ bọc nệm, rèm màn cửa cũng như là ban công chiếu gọi xuống mặt tiền phía sau của ngôi nhà, đầy đủ hết rồi. Và đây, mỗi phòng gia chủ đều có thiết kế cho mình không gian khu vực toilet sử dụng riêng biệt luôn nha cả nhà, cũng như là máy lạnh nắp riêng hết rồi, đầy đủ công năng luôn, chúng ta chỉ cần mua về xách vali vỡ thôi. Đó, không gian khu vực toilet của phòng phía sau nè, chúng ta cũng có đầy đủ luôn, bồn vệ sinh, lavabo, rương soi, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần nè. Đó, bên trên là gia chủ thiết kế những cái đèn chiếu sáng á, chiếu rọi lên trên nhìn vô cùng lung linh luôn á. Vòi tắm hoa sen, vòi tắm đứng. Và cùng hàng ni chúng ta tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực tầng tiếp theo, không gian khu vực lầu 2 để tham quan ngôi nhà nha. Phía dưới chân cầu thang của mình thì có đèn led chiếu sáng luôn cả nhà. Đây, mảng tường này thì gia chủ mình dán giấy dán tường nè, tông là màu xám vô cùng nét luôn. Nhà này ở bên ngoài đẹp hơn trên video hàng ni quay nhiều. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 2, được gia chủ thiết kế gồm hai phòng, phòng phía trước và phòng phía sau nha. Chúng ta cũng có phòng ngủ cũng có toilet sử dụng riêng luôn, và có bồn tắm nằm đầy đủ luôn á, bồn vệ sinh, lavabo, rương soi, vòi tắm hoa sen. À, và nhìn ra phía bên ngoài nè, cũng là tủ quần áo phun trần luôn. Và không gian khu vực phía trước mình có giường ngủ, kệ tủ tivi, đầy đủ hết rồi, hệ tủ tắp đầu giường, máy lạnh riêng cho mỗi phòng, ban công chỗ ga có trồng đầy đủ cây xanh luôn, rất là xinh luôn ha. Đây, và cùng hàng đi chúng ta tiếp tục di chuyển để tham quan nha cả nhà. Đó, để em đứng từ phía bên này nè, nhìn chiếu gọi ra khu vực kệ tủ tivi để chúng ta cùng nhìn ngắm góc này nè cả nhà. Đó, khi mà mình nằm trên giường á, mình sẽ nhìn xem tivi phía này rất là chill luôn á. Gia đình quây quần bên nhau sau mỗi giờ làm việc căng thẳng. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng ngủ thứ tư nằm ở phía sau nha. Một căn nhà đầy đủ công năng để an cư sinh sống và lập nghiệp luôn. Giá bán gia chủ đang rao chỉ 13 tỷ 100 triệu đồng thôi, còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Và không gian khu vực phòng ngủ thứ tư nằm ở phía sau nè, chúng ta cũng có tủ quần áo, bàn học, bàn trang điểm, hệ tủ tắp đầu giường, giường ngủ bọc nệm luôn. Ở dưới thì phòng ngủ phía sau của mình bọc nệm là màu hồng, lên đây là bọc nệm là màu xám nè cả nhà, vô cùng lung linh luôn á. Đó, có ban công chiếu gọi ở phía bên ngoài, đèn chiếu sáng đầy đủ hết rồi. Gia chủ sử dụng toàn bộ chất liệu gỗ bên trong nhà là gỗ an cường nha. Ngay phía này nè cũng rất là chịu chi luôn cả nhà. Thay vì phía bên trên này mình chỉ sơn nước sơn tường thôi mà gia chủ mình ốp gỗ lên luôn, rất là có điểm nhấn luôn ha. Và mình có không gian khu vực toilet nè. Đó, bồn vệ sinh, lavabo, rương soi, vòi tắm hoa sen, đầy đủ hết luôn. Và cùng hàng ni chúng ta tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà nha. Hàng ni sẽ đi bằng thang bộ nha cả nhà, để chúng ta cùng ngắm nhìn bên trên. Khoảng này là được gia chủ thiết kế làm ô cửa kính trời, ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Em sẽ qua quay căn này vào ban ngày một lần nữa để chúng ta cùng theo dõi thêm nha. Và sau đó hàng này sẽ chèn link video của căn này phía bên dưới bình luận để chúng ta cùng tham quan ban ngày lẫn ban đêm luôn á. Ban đêm thì nhìn rất là chill luôn nhờ những cái đèn điện chiếu sáng á cả nhà. Ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Và mình có không gian khu vực sân thượng phía trước là khu vực trồng cây trồng hoa. Đó, những cái khung sắt bảo vệ bên trên gia chủ đã thiết kế rất là kiên cố luôn rồi. Và tại đây thì mình có không gian khu vực phòng thờ nha. Phòng thờ ông bà tổ tiên thì theo phong tục tập quán của gia đình mình, gia chủ có để sẵn cho mình một cái ghế tre nè, kèm bàn trà, bên trên trần của mình đèn chùm, những cái trần chìm bên trên kết hợp những cái khung xe, cái khung tre đã qua xử lý rồi đó cả nhà. Mảng tường này thì mình ốp gạch tông là màu xám, vô cùng nét luôn. Và di chuyển cái không gian khu vực phía sau, gia chủ dành hẳn riêng không gian này một căn nhà an cư nghỉ dưỡng, như một căn resort mini chúng ta nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình luôn á. Đó, phía bên tay trái của em có tủ âm tường nè, tủ để trưng bày đầy đủ hết luôn nha. Đó, xinh chưa. Và ở đây nè có những cái chú sóc ốp sát tường á, hay ha cả nhà.
Và đây mình có không gian khu vực cây xanh đầy đủ hết rồi. Ngay phía này nè, được gia chủ thiết kế làm phòng xông hơi đó, phòng xông hơi của gia đình mình. Mua về chỉ có nghỉ dưỡng, an cư sinh sống thôi. Và khu vực bồn tắm nằm nè, phòng tập thể dục thể thao, phòng chăm sóc da, cực kỳ chill luôn á. Mua căn nhà này về mình không cần đi đâu quá xa đâu, an cư sinh sống nghỉ dưỡng ngay chính ở nhà của mình luôn nha. Và không gian khu vực sân phơi này cả nhà, có dàn phơi đồ cũng như là trồng đầy đủ cây xanh luôn. Gia chủ đã thiết kế sẵn cho mình phía này nè, dây cắp ống đồng máy lạnh đó. Tông của ngôi nhà là tông là màu trắng nha, rất là xinh luôn á. Gia chủ đang rao bán cho căn này với giá bán là 13 tỷ 100 triệu đồng, còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này hãy alo cho Hằng Ly nha, và đón xem full video trên kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ly cùng em. Cho một căn nhà phố đầy đủ công năng luôn, với diện tích ngang 4, chiều sâu là 18m, thuộc hướng chính hướng đông bắc, kết cấu chuẩn là một trệt một lửng 3 lầu. Công năng gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực ra ô tô, bên trên gồm 4 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, phòng xông hơi, phòng chăm sóc da, cũng như là phòng giặt sấy, ban công, sân thượng đầy đủ luôn á. Và video của Hằng Ly đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ly xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem, ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.